108 MP đầu tiên về Việt Nam, giá gần 10 triệu đồng, chưa đầy 10 ngày ra mắt trên thế giới. Xiaomi Mi CC9 cũng đã có mặt tại Việt Nam theo con đường sách tay. Dòng sản phẩm này gây chú ý khi lần đầu tiên được trang bị một cảm biến lớn lên đến 108 megapixel. Đây cũng là sản phẩm thứ hai có cụm 5 camera chính trên thế giới. Xiaomi trang bị cho máy 5 camera, bao gồm một camera chính 108 megapixel, hỗ trợ chống rung 40 OIS, camera 5 megapixel tele 5X camera 12MP tele 2X, camera 20 megapixel góc siêu rộng, và camera 2MP chụp macro. Xiaomi tuyên bố sản phẩm này dẫn đầu bảng xếp hạng với 121 điểm tổng hợp. Con số này vượt qua cả Apple iPhone 11 Pro Max với chỉ 117 điểm. CC9 Pro được hãng tích hợp màn hình giọt nước cong 3D, kích thước 6,47 inch, sử dụng tấm nền AMOLED kèm độ phân giải Full HD+. Bên trong máy dùng con chip Snapdragon 730G. RAM từ 6GB và bộ nhớ cũng bắt đầu từ 128GB. Hiện Xiaomi Việt Nam chưa công bố thời điểm bán ra sản phẩm này cũng như giá bán chính hãng.